Thưa quý vị, với mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp giảm thiểu và tiến tới không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, Huyện Côn Đảo đã tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện đề án nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 cho cộng đồng dân cư. Ban quản lý chợ Côn Đảo đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức 4 gian hàng trưng bày các sản phẩm thân thiện môi trường kèm theo thông điệp và hình ảnh về phát triển kinh tế xanh, bền vững kinh tế tuần hoàn, các hashtag cầm tay xinh xắn với slogan, khẩu hiệu nói không với rác thải nhựa, hãy phân loại rác thải đầu nguồn. Các tấm băng rôn, banner, affix sau khi sử dụng được các cấp hội phụ nữ, nông dân huyện tái chế thành các sản phẩm túi sách, giỏ sách tay đi chợ thay túi ni lông, hộp đựng đồ ăn đã thu hút rất nhiều người dân đến tham quan, mua về sử dụng. Tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm thay thế túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, còn có các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với nhiều sản phẩm phong phú đa dạng như ly, chén, bát, vật dụng sinh hoạt gia đình được sản xuất bằng may, tre, ép bẹ câu, dừa, giấy hay các sản phẩm nhựa tự hủy được tái tạo từ các sản phẩm thực vật đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đề án nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, đề ra 28 nhiệm vụ với 6 giải pháp nhằm giải quyết các tồn tại và thách thức về môi trường, năng lượng, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn bền vững, tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan, tạo ra lợi ích kinh tế cho các cộng đồng địa phương và tăng trải nghiệm cho du khách. Việc trưng bày các sản phẩm thân thiện môi trường góp phần tạo sự đồng thuận và thống nhất từ nhận thức đến hành động của người dân, cộng đồng doanh nghiệp huyện Côn Đảo trong việc thực hiện mục tiêu giảm rác thải nhựa và túi ni lông được đặt ra tại đề án.